có lai khác hơn. Nhưng mà khi nước thì sẽ không ngon, các bạn cũng như các bạn cũng
cái nhóm triệu chứng thứ ba sẽ liên quan đến triệu chứng thứ ba của những bệnh mãn tính, tức là chẳng hạn như bệnh nhân bị mổ cơ tim nhập viện, ha, bệnh nhân nhập viện với một cái lý do gì mà đau bụng, ha, và có cái bệnh tật là mổ cơ tim thì trong cái lúc đó mình khác biệt là mang thai, lúc đó mình khác biệt là mang thai, hoặc là bệnh nhân tiểu đường rồi, ha, nhập viện thì lúc đó mình sẽ một cái tai biến mạch não và khi đó mình khác biệt là mang thai, ha, hoặc là rồi cái nhóm triệu chứng thực thể
liên quan đến bệnh nguyên, tức là cái nguyên nhân khiến cho bệnh đái tháo đường. Thì thường là đái tháo đường tiếp 2 thì thường gặp những bệnh do nguyên tố do béo phì. Có cái nhau đây, tức là những người phải có tình trạng quan trọng đây là đã nắm tình trạng đái tháo đường. Đây là cái đối tượng có tình trạng đái tháo đường. Khi nó đái như này, nó gặp đá thì nó không chịu có tình trạng đái tháo đường. Cái bệnh thì nó lại là cái vai trò của bệnh nhân như là dưới những bệnh nhân gặp đái tháo đường. Sau đó khi cái đường huyết
khi mà mình biết là mình tiếp tục khóc mà mở ha, những năm đầu thì lúc đó là sẽ có những triệu chứng của thiếu hụt não, tại vì mình biết là cái cơ quan trong cơ thể của mình thì riêng cái lạnh thải đứng là chỉ sử dụng cái năng lượng từ glucose khác với những cái cơ quan khác, cái cơ quan khác là ngoài glucose ha, có thể sử dụng năng lượng từ các hệ sẽ vô không nhé. Cho nên là khi mà nuôi con máu giảm xuống thì cái cơ quan
Thank you.